Tìm hiểu đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn. Bạn thường nêm đường khi nấu nướng nhưng chưa biết đường phèn và đường thốt nốt loại nào tốt hơn. Sức khỏe gia đình sẽ giải đáp cho quý vị được rõ hơn. Đường là một nguyên liệu nhà bếp không thể thiếu trong mỗi gia đình. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại đường và mỗi loại có hương vị riêng. Trong clip này, hãy cùng Sức khỏe gia đình tìm hiểu đường phèn và đường thốt nốt loại nào tốt hơn. Về đường phèn. Để biết đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn, trước hết hãy tìm hiểu một số thông tin về đường phèn. Đường phèn là một loại đường tinh luyện, được gọi bằng tên khác là băng đường. Loại đường này có kết cấu là những tinh thể lớn, hạt kim cương hoặc các khối đường lớn, màu trắng hơi trong hoặc vàng nâu. Đường phèn được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như mật mía, mía đường, củ cải đường. Trên thị trường hiện nay có hai loại đường chủ yếu, đó là đường phèn trắng và đường phèn mía. Đường phèn trắng được sản xuất bằng cách đun sôi đường cát trắng, hòa loãng cùng nước, sau đó cho vôi ăn trầu vào để cho đường chắc lại. Khi đường sôi, người ta cho trứng gà vào để lọc tạp chất rồi đổ vào chum, vại, để đường kết tinh và đóng khối. Đường phèn mía màu vàng, có quy trình sản xuất gần giống đường phèn trắng. Thế nhưng nguyên liệu để sản xuất loại này lại là đường cát vàng và mật mía. Xét về tính chất, cả hai loại đường phèn này đều là đường tinh luyện nên thành phần hóa học giống nhau, nhưng chúng ít ngọt hơn đường cát. Về đường thốt nốt. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Khác với đường phèn, đường thốt nốt được sản xuất từ mật bông thốt nốt. Nước mật này sau khi thu về được qua quá trình lọc tạp chất và đun lên thành các loại đường thốt nốt có hình dạng khác nhau. Cụ thể, nước mật được nấu cho tới khi sánh đặc rồi cho ra thau đánh lên sẽ thu được đường thốt nốt chảy. Tiếp tục nấu đường thốt nốt chảy này rồi cho vào khuôn sẽ thu được đường thốt nốt tán, dạng viên. Còn nếu đường thốt nốt chảy đem đi ép và sấy khô thì thu được đường thốt nốt bột. Đường thốt nốt có màu vàng nâu da bò, mùi thơm ngọt ngào và hương vị tương tự như đường nâu hoặc mật mía. So với đường phèn, đường thốt nốt không trải qua bất kỳ quá trình xử lý và kết tinh nào. Nó được đun sôi liên tục để có được độ sánh đặc rồi đổ vào các khuôn mong muốn hoặc hình dạng theo yêu cầu. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Đường là một nguyên liệu nhà bếp quen thuộc của các gia đình Việt Nam. Nhiều người thường xuyên sử dụng đường để nấu nướng, nên họ phân vân không biết nên dùng loại đường nào sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Dưới đây là một vài điểm khác biệt giữa đường phèn và đường thốt nốt. 1. Đường thốt nốt chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Theo các chuyên gia, không giống như đường tinh luyện, đường thốt nốt rất giàu vitamin và khoáng chất, là những thành phần quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng. Đường thốt nốt là loại đường chưa được tinh luyện, trong khi đường phèn cũng là một dạng đường hóa học tinh luyện. Đường thốt nốt có hàm lượng khoáng chất cao hơn, chủ yếu là sắt. Bên cạnh đó, đường thốt nốt cũng chứa canxi, kali, magie, mangan, kẽm và selen. Mặt khác, đường phèn trải qua nhiều bước chế biến hơn, do đó nước mía bị mất đi hàm lượng vitamin và khoáng chất đáng kể. Do đó đường tinh luyện thường cung cấp calo rỗng không có giá trị dinh dưỡng. Như vậy, xét về mặt cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, đường thốt nốt tốt hơn đường phèn. 2. Đường phèn là nguồn năng lượng nhanh, trong khi đường thốt nốt được hấp thụ chậm. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Đường phèn là một loại carbon hydrate đơn giản có thể chuyển hóa nhanh. Khi đi vào cơ thể, đường phèn bị phân hủy thành gluco, cung cấp cho cơ thể calo rỗng, khiến lượng đường trong máu tăng lên đột biến. Vì thế, xét về tính chất, đường phèn giống như đường cát, đóng vai trò là nguồn năng lượng nhanh cho các tế bào, mô và cơ quan của cơ thể. Điều này không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường và có nguy cơ gây tổn thương các cơ quan quan trọng. Ngược lại, đường thốt nốt là một loại đường phức tạp với chuỗi dài sucrose. Loại đường này được tiêu hóa chậm không giống như đường phèn. Xét về tổng thể, những loại đường hấp thụ chậm như đường thốt nốt lại tốt cho sức khỏe hơn đường phèn tinh luyện. Theo một số nghiên cứu, những khu vực sử dụng đường thốt nốt nhiều hơn các loại đường khác, người dân có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ít hơn. 3. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Đường thốt nốt đáp ứng nhu cầu sắt của cơ thể. Không giống như đường phèn, đường thốt nốt là một trong những nguồn cung cấp sắt từ thực vật rất tốt. Sắt rất quan trọng trong việc ngăn ngừa thiếu máu, cải thiện chức năng cơ bắp và tăng cường năng lượng. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Như vậy, xét về khía cạnh này, đường thốt nốt tốt cho cơ thể hơn đường phèn.
4. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Nếu muốn ngăn ngừa tăng cân, nên sử dụng đường thốt nốt. Các nhà khoa học cho biết đường thốt nốt có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó hỗ trợ đốt cháy mỡ quanh bụng nhanh hơn. Trong khi đó, các loại đường tinh luyện như đường cát, đường phèn làm cho lượng đường trong máu tăng đột ngột, dẫn tới tăng cân. Mặt khác, đường thốt nốt có tất cả các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết giúp duy trì sự cân bằng của chất điện giải. Loại đường này cũng có một lượng đáng kể kali cho phép giữ nước, có tác dụng hỗ trợ quá trình giảm cân. Trong khi đó, đường phèn chỉ chứa calo rỗng, calo mà không có bất kỳ loại vitamin hay khoáng chất nào. Sử dụng nhiều đường phèn sẽ dẫn tới tăng cân. 5. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Đường thốt nốt có nhiều lợi ích tổng thể hơn. Đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn? Xét về mặt lợi ích, đường thốt nốt chiếm nhiều ưu thế hơn đường phèn. Cụ thể, đường thốt nốt tăng cường khả năng miễn dịch, đường thốt nốt chứa nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư và mất trí nhớ. Đường thốt nốt tốt cho việc điều trị cảm lạnh và nhiễm trùng, đặc tính làm sạch và chống dị ứng của đường thốt nốt có thể loại bỏ độc tố cũng như chất nhầy ra khỏi phổi, đường hô hấp. Do đó, nó giúp điều trị cảm lạnh, ho và hen suyễn. Tuy nhiên, các loại đường khác như đường phèn không có tác dụng như vậy. Khi so sánh đường thốt nốt với đường phèn, người ta còn nhận ra rằng đường thốt nốt không chỉ giàu chất dinh dưỡng hơn mà còn tốt cho hệ tiêu hóa hơn. Loại đường này cũng hỗ trợ giải độc gan, giúp kiểm soát huyết áp. Lời khuyên của chuyên gia về sử dụng đường. Nếu như bắt buộc phải sử dụng đường, bạn nên ưu tiên đường thốt nốt hơn là các loại đường khác như đường cát trắng, đường phèn trắng. Thay thế những loại đường tinh luyện công nghiệp bằng đường thốt nốt là một lựa chọn lành mạnh hơn. Nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn có thể sử dụng bao nhiêu đường thốt nốt tùy thích. Bởi vì tiêu thụ nhiều đường là nguyên nhân gây ra một số vấn đề về sức khỏe. Vậy nên, cho dù đường thốt nốt có nhiều mặt lợi hơn đường phèn, thì cũng nên sử dụng nó một cách vừa phải. Hơn nữa, đường thốt nốt cũng có hàm lượng calo và chỉ số đường huyết cao, có thể khiến lượng đường tăng đột biến. Do vậy, bệnh nhân tiểu đường cũng cần tránh dùng loại đường này để không gây nguy hiểm cho cơ thể. Sức khỏe gia đình vừa giải đáp thắc mắc đường phèn và đường thốt nốt đường nào tốt hơn. Đường thốt nốt có thành phần dinh dưỡng tốt hơn và mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Thế nhưng, ăn nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim. Vì vậy, hãy ưu tiên sử dụng các loại thực phẩm ngọt tự nhiên thay vì sử dụng nhiều đường bạn nhé.